khi bàn giao cho bạn được Bảo Lộc thì mình sẽ cải tiến trên cây đàn L90 trước các bạn nhé. Đây các bạn sẽ nghe cái phần nền, cái nền trước. Thank you.
số 13 là mình sẽ chuyển bạc lên nhanh cho những bạn mà không chơi bạc được ha. Thank you.